Đại Hòa Tư Chiến chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2022. Và về trại trại gồm có bò bê cơ bắp. Để anh em ta cải riêng hai bò bê này để anh chị xem dễ phân biệt. Con bò bông đứng phía trong là con bò cơ bắp 6 múi. Anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo, xem xét chuộng bò có xe nhà giao tận nơi cho anh chị luôn. Con đứng phía ngoài là con bò cơ bắp 6 múi, còn phía ngoài là con bò ba bê ép bột nè. Nó lưng nách chà bè luôn. Con bò này cũng không thua gì bò cơ bắp nè, phong đùi dữ dội luôn. Con bò bông thì nó nhỏ hơn, con bò kia là 2 chấm bò 80. Bò này mét khoảng mét 3 phân à. Con cơ bắp này nè, mét 3 phân. Còn cái con ngoài, con ba bê ngoài là 1 mét 2. Còn cái con cơ bắp nó có 1 mét 2 phân. Đầu nè, nhìn vai xem lên rất rộng luôn. Nhìn vai rất hở luôn. Lên cùng cụ nè, dài cực hở. Mông đùi. Anh chị có thấy thích bò thì gọi mình. Mình có đăng trên màn hình đó là số điện thoại là 0395168767 0395168767 tại bò Tư Chiến. Con bò đứng ở ngoài thì lớn hơn bò trong là 80. Con này cơ bắp, con này khoảng 1 mét 3 phân à. Còn con này 1 mét 2. Gần xương rất là to, mông khủng luôn. Hiện tại giao bò hết rồi. Hiện tại bây giờ bò có 2 rồi. Hán bao bê này. Còn món bò này thì giao về khách tảng bàn Tây Ninh. Đây nguyên lô này. Vì tảng bàn Tây Ninh nên khách 3 chỗ. Tảng bàn Tây Ninh lấy 3 chỗ đó. Và 3 anh khách Tây Ninh. Còn con này nữa. Con pháp kèm này nữa. Còn trường học Thanh Hòa gì á, trường học Thanh Hòa là tảng bàn Tây Ninh đó, gần công nghiệp tảng bàn. Khu gần khu công nghiệp tảng bàn Tây Ninh với gì trường học Long Hòa Thanh Hòa. Ngày mai đi giao. Còn còn hai con bò, hai con về Đức Hòa Đức Huệ thì mình bắt trong nhà vườn, mình quay Zalo cho khách hàng coi và xem ta, ta chuộng ta chốt xong rồi thì vô nhà vườn bắt bãi chở đi giao luôn. Với hai con về Củ Chi, hai con Củ Chi với hai con về Đức Hòa là bắt trong nhà vườn, điện qua Zalo cho khách ta xem ta chốt luôn. Còn về trại mình như đây là người ta cũng chốt xong hết rồi. Thì 4 con. Thì 3 con này nè, với con này, với con kem này là chuyện gì tới anh luôn. Còn trong trại mình giờ còn có hai con bò cơ bắp. Đó, hai bò đứng lúc rồi rứa đào. Ngày nay tiếp tục mình đi gom về chiều về một xe nữa. Chiều mai về một xe nữa là 8 con. Gồm có ba bê, pháp kem, ba bê kem. Anh chị trong thời gian anh chị có thời gian đến với trại xem, còn anh chị không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại mời em nhận qua Zalo lên anh chị xem tổng thể nguyên hình từ phần cần phần đầu đi qua chị xem biết chốt. Thì trại bò là em cũng cung cấp đầy đủ các giống bò cho anh chị tha hồ lựa chọn. Lúc này lựa bò là bò lớn rồi, bò nhỏ không bắt. Bò 19 20 triệu là không bắt vì quá non. Bò lớn. Bò này mông khủng luôn. Đứng ở đó đi, đi đó, anh đây vô.